anh em chỉ cần cho cái này nó dướng dướng vô đây là nó không có đập xuống, nó không có rớt xuống là được anh em. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục channel của mình là 69 Gaming. Anh em ta sẽ lại tiếp tục với tựa game Hơi Thở Mặt Trời nha anh em. Hôm nay thì nó có nhiều cái sự kiện mới lắm anh em ạ. Mê cung. Ok, hình như là cái mê cung này nó bị lỗi thì phải anh em. Anh em vô boost được mớ vật phẩm và kết quả là lại bỏ trì và thu hồi những cái vật phẩm mà anh em boost anh em ạ. Miễn phí nè. Quá nạp. Cái này cái nhiệm vụ. Ui, cái này phải mua cái gói kia thì mình mới có thể là càng quét mỗi ngày được 10 lần thì mới có thể là chơi được để mà lấy được cái viên đá này. Không ta? Không, để ăn full nhiệm vụ anh em. Chứ bây giờ mình chơi hết 7 ngày thì mình vẫn lấy được cái viên đá đó anh em. Ở đây thì ôi không có gói nào rẻ rẻ. Gói nào rẻ rẻ xíu mình quất phá mình quay luôn thử nhân phẩm xem được có lấy được cái skin Shinobu hay không. Nè, top được chiến tối thiểu, được chiến Shinobu tối thiểu M. Ôi Shinobu mới hết ta. Cái này là cái Shinobu bể bơi mà, cái skin mà. Quay tướng mới. Có tướng mới rồi ta. Shinobu mới anh em à. Cũng là hệ nước. Ủa, Shinobu này mới hay cũ ta? Hình như là mới mới thì phải anh em. Hình như cái skin nó hơi lạ lạ thì phải anh em à. Shinobu cũ. Để mình xem thử. Nước, hệ nước. Shinobu, Shinobu mới anh em à. Shinobu hiện tại bây giờ là Shinobu Academy. Còn Shinobu mới là chỉ có chữ Shinobu thôi, chứ không có cái chữ Academy hay sao nha anh em. Triệu hồi. Đợt này thì chắc là mình sẽ lại đập cho anh Tư lên tiếp anh em à. Mình để dành được 60 vé nha anh em. 60 vé để mình gom gom đủ 80 hay là 100 này đó. Mình sẵn mình chơi luôn. Nhận hết luôn. Wow. Kiếm sĩ sở hữu Shinobu đầu tiên. Wow. Chỉ cần có thằng nào sở hữu là đạt được chiến tối thiểu này là anh em ta sẽ nhận được quà hết anh em à. Quà đăng nhập. Ui, ngày thứ 3 nhận được Shinobu luôn nha anh em. Nhưng mà thôi không lấy thôi anh em à. Mình sẽ vẫn tiếp tục đè up anh 3 ở lòng anh 4 lên. Đè up anh 4 lên E1 luôn. Tích lũy. Nạp liên tiếp này, 5 ngày nữa kết thúc rồi anh em à. Mình đợi cái sự kiện nạp mới thì mình sẽ nạp. Tích lũy tiêu 8 ruby và kiếm đảo và chiêu mộ đồng đội. Bên đây thì nạp thôi anh em à. Còn có bên nào miễn phí không ta? Vòng quay thường. Xu vòng quay thường này đạt bao nhiêu điểm đây? 500 điểm anh em à. Là được cái này nha. Shop giảm giá. Shop giảm giá thì nói chung là cũng không có gì mua hết trơn, tại vì mình không có kim cương anh em à. Rồi nhận luôn 350 kim cương nhé anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô mình chơi cái dòng quay thường thôi. Dòng quay thường thì nói chung là cũng không có gì để chơi. Nó mở thêm cái này nữa anh em à. Bên này. Trời, giải cứu Inosuke đã quay trở lại rồi anh em à. Lần này không biết là nó quay trở lại và có lợi hại hơn xưa hay không. Được rồi, như là anh em ta bị kẹt cái ải 6 phải không anh em. Đợt này để mình xem thử. Không biết nó vô được hay không nữa nè. Úi. Á cha. Con ong này bắt ổn nghe anh em. Kỳ ra. Sao nó có thể là chui xuống được ta. Hay nhỉ. Mình không hiểu luôn anh em à. Ảnh xẹt phát ảnh chui xuống thẳng bên dưới luôn anh em à. Rồi ôi. Wow. Cái này thì. Ủa. Ai mình dễ hơi nhiều quá anh em à. Mình dễ hơi lố anh em. Rồi luôn. Thì bây giờ thì mình không cho tụi nó ra nữa. Trời ơi, thì mày ở trỏng chơi mình đúng. Trời, lố nữa gọi anh em à. Mình dễ hay lố nữa gọi anh em. Bị lố cho nên là nó không được 3 sao đó anh em. Cần phải dễ tiết kiệm lại xíu. Rồi, ok. Mình nghĩ là nhiêu hay thôi. Ui. Ôi trời 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 trời. Nó lôi theo cái dòng này luôn anh em à. Nhưng mà rất tiếc là nó không có thoát ngoài được. Cái nhú nhú lỗ tai, nhú lỗ tai anh em à. Hên quá. Ôi đợt này không biết nó có khó không được gọi không ta. Rồi không biết cái này nó có. Trời, quên. Con heo nó bị dướng. Con heo nó bị Ê, nguy hiểm này, đừng đẩy tới ngay đường. Ê trời, cái này phải móc xuống cái này mà. Phải móc xuống. Nó đẩy đi luôn anh em mà. Nó đẩy đi luôn anh em. Vãi thật sự chứ. Đợt này không biết nó khác không ta. Để xíu mình xem lại thử nó có khác gì mấy không anh em. Wow. Chà. Móc xuống đây đi anh em. Trời ơi, đâu đẩy được anh em. Bị dướng rồi, bị móc rồi. Rồi, ok, này qua được luôn anh em ơi. Không biết nó khác hay không nữa. Thôi bây giờ mình sẽ dược hết luôn đi anh em. Wow. Cái này mình thấy nó hơi lạ lạ nha anh em. Đây, rồi. Cho mày khỏi đẩy luôn.
ấy 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 gớt 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 úi giời ơi gớt anh em à. Đây móc 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 này, móc này lên á. Rồi ok tụi mày đẩy bằng niềm tin anh em à, đẩy bằng niềm tin dễ gì đẩy được. Ôi trời 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 trời, nó khiêng lên luôn anh em à, con này con quỷ con ong vậy anh em, wow căng thiệt chứ. Rồi ơi cái này dễ anh em à, cái này có vẻ dễ nha. Ồ cái đó mình không dễ được anh em à. Rồi cho tụi mày đẩy vô luôn đó, khỏi tới luôn anh em à, tới bằng niềm tin chỉ bay vòng lên đây vòng xuống đây mới chích được thôi anh em, game dễ quá anh em à. Rồi tiếp nha, wow cái màn sáo này anh em à, cái màn sáo này hơi chết rồi chết rồi, hình như hơi hơi lố lố thì phải anh em, hơi lố lố rồi. Ôi trời 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 ơi 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 gớt 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 ơi 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 trời trời ơi nó hồi hộp vãi nè, chắc là mình vẽ nó hơi lố xíu nha anh em. Ấy đúng rồi anh em à, không biết là lố không nữa. Này mình cần phải móc cái này lại nha anh em, móc cái này lại nha, móc cái này lại để cho nó đừng bị đẩy tới đó. Rồi móc lại mong là sẽ qua được anh em à, dướng dướng lại thì nó sẽ không có đẩy tới đẩy lui được anh em. Không biết là đợt có màn 6 anh em chơi làm sao á, chứ màn 6 này mình chơi là easy anh em à. Đây mình vẽ hơi lố xíu cho anh em, chơi lại đây mình móc hơi hơi thôi. Rồi không biết là đủ không nữa, chết rồi cái đầu heo này nó bị sai sai rồi anh em à, cái này cần phải móc lại không thôi nó sẽ bị đẩy tới đẩy lui nó gớt. Đừng đừng gớt đừng gớt, rồi gớt luôn anh em. Rồi này chơi lại à, chơi thiệt nha anh em. Chơi này sát quá anh em, sát cái đầu heo quá, sát quá anh em, chỉ cần cho cái này nó dướng dướng vô đây nó không có đập xuống, nó không có gớt xuống là được anh em. Rồi ok 3 sao anh em à, game easy anh em à, game dễ vãi. Rồi cái này chắc chơi cái này sẽ phải rồi vậy đi đó, cho tụi mày đẩy tới đẩy lui, đẩy tới đẩy lui khỏi vô luôn. Quỷ này không để mày chơi lại nguyên bài bên kia mà mày đẩy ngược lại được lại luôn anh em à. Rồi mà kế tiếp quý giời ơi game dễ vãi anh em à, trời ơi gì đây rồi vô đường nào anh em. Ôi trời ôi trời 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 trời, quỷ ông bắt ổn anh em. Mình sẽ vẽ theo cái học bằng lái xe máy nha anh em, dòng số 8 mày chui vô được nữa là thua luôn chứ anh em, nãy không hiểu sao mà nó có thể là chui vô được anh em à, game đúng lỗi luôn anh em. Rồi ok chơi tiếp luôn anh em à. Rồi ơi game easy anh em có thể là xem lại cái video ôi trời lố rồi lố rồi lố rồi lố rồi lố rồi anh em ơi, hút rồi không có quay trở lại được anh em, phải chơi tiếp thôi. Cái này mình không cần phải lên kia anh em à, đó chơi bập bên luôn anh em, bập bên luôn, cái này nó hơi bự bự hơn xíu cho đừng có bị móc cho đừng có lọt qua được anh em. Nhưng mà cái này không biết là nó có tới đúng 3 sao chưa. Nó hơi hơi bự xíu. Rồi cái này thì dư sức qua cầu rồi anh em à, mình thấy nó nhú luôn rồi, nhú bên kia luôn rồi anh em, dễ gì mà lọt được, dễ gì lọt được anh em. Rồi móc qua móc lại đường nào cũng bị dướng hết trơn anh em à. À trái bơm tình yêu đây, cho trái bơm gớt dưới luôn rồi. Rồi ok đó, trời 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 wow oh trời ơi hồi xoay đều xoay đều xoay đều nè, xoay hồi chóng mặt chết luôn wow. Thiệt là bắt ổn anh em à. À cái này mình nhớ nè anh em, cái này là mình nhớ nè, đây đó vậy đây thôi hay bẻo. Ôi trời con quỷ ông, tại sao nó có thể là chui qua được như vậy, bắt ổn người ta hay hơi fail nha anh em, mình không hiểu lại sao nó có thể là lọt vô được luôn anh em à, không thể nào mà nó có thể là lật được được, không thể nào qua gọi anh em à. Cái này thì sao ta, cái này thì nhớ rồi, vẽ nguyên cái đường thẳng ở đây rồi lên đây. Ê ê chơi bơm gớt đi bơm,
Ôi ơi, chiếc bơm nó không gớt luôn anh em ơi, chiếc bơm nó nằm ở trên đầu luôn anh em à. Ủa nó nằm mất thì vậy. Ôi, chiếc bơm nó biến mất một cái cách gọi là thần kỳ luôn anh em à. Quá là thần kỳ luôn. Wow, mình không hiểu tại sao. Ôi ôi. À, cái này thì mình sẽ phải sao ta? Móc móc sao cho nó đừng có gớt xuống anh em à. À, cái này móc sao mà cho mấy con ong nó bay sao nó năng luôn anh em. Ok. Mà nó không hiểu tại sao nó có không thể nhúc nhích được à, nó bị dướng này anh em, nó bị dướng này với lại cái cạnh này nha, hai cái cạnh này nó không có lật tới lật lui được nha anh em. Wow. Cái này sao ta? Cái này đường nào nó cũng rớt xuống hết anh em à. Wow, đường nào cũng bị dính hai chiếc bơm anh em. À. Có cái cách nào để có thể là thoát được cái này không ta? Cho mấy con ong ong nó móc. À, hai trái bơm nó lăn ra ngoài nha anh em. Hai trái bơm nó lăn ra ngoài nha. Đây. Làm sao đây ta? Đây. Rồi, ok, móc này lên, móc này lên. Đây, chắc là nó móc dính trái bơm luôn rồi anh em à. À nhưng mà mình nghĩ chắc là nổ không tới anh em. Nổ không tới. Ôi, thua, thua anh em à. Vẫn thua nha. Có cách gọi nè à. Đó. Đây, đó. Lăn ra. Trời ơi, làm gì có cái nào mà làm khó được mình anh em. Màn 14 rồi anh em à. Mình chắc là mình win sớm thôi anh em. Uầy, cái này tự nhiên mình quên mất tiêu cách để chơi ta. Đừng có cho nó dính chiếc bom là được anh em à. Đây, móc lên đây. Móc lên đây. Rồi, móc lên đây. Không biết đủ không nữa. Chết 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 bơm anh em ơi. Thua, thua thua. Quên quên quên. Tự nhiên mình móc ở đây ta. Đây, móc lên đây. Móc xuống đây thử coi. Rồi, ok. Không có đường nào mà có thể đẩy tới để lui được anh em à. Chỉ có đường đẩy tới bên đây thôi. À nãy mình quên móc qua đây thêm cái nữa anh em. Là chắc ăn luôn anh em à. Bây giờ là 3 đẩy 2. Ủa lộn, 3 đẩy 5. Sao mà đẩy nổi anh em. À chà, cái này sao ta. À hình như là vậy thì phải anh em. Ôi trời trời trời. À, cần phải Ui lố rồi anh em à, hút rồi hút rồi. Ít lại xíu hình như là mình móc nó hơi xa rồi thì phải anh em, mà mình móc nó hơi xa. Ngắn lại xíu là được, ngắn lại xíu là được anh em. Chơi lại. Mình ngắn lại hơn xíu. À, ngắn lại chút thì không không đủ nè mà. Rồi, ok. Thôi, không. Dài hơn xíu, dài hơn xíu nè mà. Dài hơn xíu nha. Rồi, ok. Rồi, ok. Đây, mình nghĩ là qua anh em. Đó. Chỉ cần vậy thôi anh em. Vừa 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 đủ anh em, canh canh nó vừa đủ là được. Ê, ê đừng chưa vô nha, đừng chưa vô nha, 1 giây. Được rồi, quá luôn. Game dễ gì phá anh em. Ủa trời, cái này sao ta? À. Đây. Cái này mình cho mấy con ong nó ăn luôn. Ê, trời, quên, quên. Tới đọc ta, tới 17 rồi anh em à. Chết rồi. Con ôi ôi ôi. Nó đưa nguyên cái đàn heo mình xuống dưới luôn rồi anh em à. Ê. Ủa sao thua rồi ta? À con heo này nó bị chích anh em. Gì kỳ vậy? Mà chui dù được mới là thua luôn chứ nào. Ê. Ê, con heo bên dưới này bị chích. Này, coi xem nữa con nào chui ra được không nha anh em. Ok. Trời ơi. Không chui ra được là được rồi anh em à. Game dễ vãi anh em. Ai ai cái này mới khó nè anh em à. Tự nhiên mình quên mất thiếu cái này chơi sao ta. Không, gì đây quá. Ý da. Ôi, quên lại anh em, quên mất thiếu cái cách chơi này rồi nha.
Gớ không ta? Gớ không? À, trời. Ủa? Sao nó vô được vậy ta? Đó, nhốt lại liền anh em. Nhốt con heo bên trong liền. Không có con nào mà vô được luôn anh em à. Nhưng mà không biết là đủ 3 sao không nè. Cái này gọi là cái vấn đề anh em à. Bây giờ vậy thôi. Mình cho nó. Rồi, đủ nha anh em. Chỉ cần vậy thôi anh em à. Chỉ cần chốt đơn là được. Không vô được, rồi sau mấy con ong mình nó không có bị dính độc ta. Nó không bị trúng độc anh em. Ây da. Cái này mới khó nè anh em à. Bây giờ mình không biết còn chơi làm sao nè anh em. Đây, dài từ đây xuống đây thì sao? Ê quên quên, còn dính cái này anh em à. À, mình giờ mới xem lại cái video cũ đó anh em. Thì mình xem lại cách để có thể giải cứu được con heo. Ê ê ê ê ê thì gỡ anh em à, gỡ 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 gỡ. Trở lại nha. Bảo bảo hơn xíu nữa. Rồi, ok. Mong là đợt này sẽ không gớt nữa anh em à. Đó. Trời ơi, ơi mấy con quỷ ong mà nó mạnh quá anh em à. Nó mạnh thiệt. Rồi, ok, mong là đợt này sẽ không gớt anh em. Ok, hên quá. Chết tí nữa anh em à. Rất tiếc các bạn không thể nào mà đẩy được đâu. Cái màn cuối cùng nha anh em, màn cuối cùng nè. Cái màn này là lúc đó mình chơi làm sao ta? Hình như khúc này mình vẽ nó hơi kỳ kỳ xíu nha anh em. Vô, không biết là đủ không nữa nè. Không biết là đủ không, tại vì mình còn phải chặn lại anh em, không thôi là nó sẽ đẩy dính vô trong cái vách tường này coi như xong phim. Cũng phải che lại xíu để không thôi mấy con ong này nó sẽ bay vô, nó sẽ chích mình. Ok, switch 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 win nha anh em. Switch win. Switch win thôi. Chết này. Ôi ơi, không biết là đủ sao không nữa nè. Không biết là đủ 3 sao không nữa anh em. Cứ vẽ vậy thôi anh em mà, cứ vẽ vậy là anh em chúng ta có thể là qua được. Ok, 3 sao anh em à. Rồi. Coi như là mình đã hoàn thành xong được 60 sao nha anh em. Đó, ngàn kim cương, 10 vé chiêu mộ. Quá dễ anh em à. Game easy anh em, không có vấn đề gì hết, tại vì mình đã từng chơi qua một lần rồi. Đối với những anh em mà chưa chơi qua lần nào thì nó sẽ gây khó dễ anh em, nhưng mà đối với những anh em mà đã chơi qua rồi thì game là dễ. Ok. Rồi, xong. Thì nói chung là cái vòng quay chiêu mộ thì nó cũng không có vấn đề gì hết, cho nên mà nó cũng cũ rồi, cho nên là ở đây chắc là mấy anh em cũng không nó muốn xem đâu, phải không muốn xem thôi, để giờ nào mà mình full hết móc đi, tại vì mình đang chơi từ 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 để mình còn mở gương báo nữa mà. Tại vì cái này nó có cái nhiệm vụ mỗi lần là mỗi ngày sử dụng 60 lần quay á, thì mình sẽ được một cái ba cái chìa khóa nữa. Vì vậy mình sẽ chơi từ từ chứ mình không chết chơi hết nguyên ngày nha anh em. Rồi ok, thôi chắc là mình sẽ kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Hãy Để Mặc Trời. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về tựa game cho anh em xem nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. À anh em nếu mà có muốn mình review anh em thì đừng quên comment inbox Facebook cho mình nha. Cái đường link Facebook mình để dưới phần mô tả, anh em inbox cho mình thì sao đó cho mình mượn review cho mọi người xem nha. Mạnh yếu không quan trọng, quan trọng là có cái gì đó để mình quay cho mọi người xem mà được. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.